Xin chào nha, xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái Đà Vào nha. Mình Đà Vào đây, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Mình Đà Vào cho bà con, cho mọi người một ngày mới, có việc nhân thuận lời, may mắn nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại, quay về cả cà phê và tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Chủ phí du lịch ngày hôm nay tại hai sàn cà phê là London và New York. Sàn New York đó, thì có tăng, sàn London thì có giảm nhẹ mà nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem được tăng giảm như thế nào. Và sau đó mình sẽ phạt bằng giá tiêu của nhà cà phê ngày hôm nay ngày thứ 6 xem thử thay đổi ra sao cho con tham khảo cho nó tiền hơn bà con nha. Mong bà con mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nhé, kênh Đàm Hào nhé. Bây giờ bà con và mọi người theo mình theo dõi bằng giá ngày hôm nay nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bằng giá cà phê sàn London chuẩn quy duyệt ngày hôm nay ngày thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại sàn cà phê Rota là tiếp tục có giảm mới nhé. Giá cụ thể là kỳ hạn nhóm ngày tháng 5 thì giảm 1 đô xuống còn 1.365 USD trên tấn, kỳ hạn nhóm ngày tháng 7 giảm 3 đô, kỳ hạn nhóm ngày tháng 9 và kỳ hạn nhóm ngày tháng 11 đều giảm 2 đô mọi người nhé. Thưa bà con, trả về chiều giảm tại sàn London thì cổ phiếu Việt ngày hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại sàn cà phê New York thì có tăng nhẹ mọi nha. Giá cụ thể là kỳ hạn nhóm ngày tháng 5 thì tăng lên 0,10 sen lên 126.6 sen trên pound, kỳ hạn nhóm ngày tháng 7, kỳ hạn nhóm ngày tháng 9 đều tăng 0,10 sen, riêng kỳ hạn nhóm ngày tháng 12 tăng 0,20 sen mọi nha. Vậy là chủ phí du lịch ngày thứ 6, ngày 26 tháng 3 thì tại sàn London có giảm, sàn New York có tăng nhẹ. Bây giờ mình sẽ gọi bằng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử mua lên mua xuống như thế nào, và sau đó mình sẽ phạt bằng giá tiêu tại tỉnh ngày hôm nay cho bọn con tham khảo từ đây rồi lại mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2021. Bằng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thưa bà con, sau đây là bằng giá cà phê, giá tiêu sáng hôm nay tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại địa phương mình đang thu mua vào giá cà phê là 32.600 đồng trên ký. Giá tiêu đã thu mua vào tại địa phương mình sáng hôm nay là 77.000 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào với lịch thiếu mọi người nha. Xin cảm ơn bà con và mọi người đã theo dõi video của mình rất là nhiều nha.